bua thế chạy ngay thế nhở. Đi thì người ta quay về xuống. Chắc gì chứ. Biết rồi. Chị đâu có đi theo ông nghe là này ông còn nó làm kiểu trò hay đó ông thầy ơi. Ai à? Thì đây là ông già có mà có bạn gái. Đúng rồi. Rồi. Chuẩn luôn ông ạ. À. Hello. Có bạn gái. Ông dạy cho tán gái nhá. Có được không? Cháu không đi tán gái. Ơi chơi luôn. Chơi luôn. Đây là ai cứng đấy bạn ạ. Ô này, nó đâm vào đâu, nó chết rồi nhá mày. Nó chết kìa bà hà đâu. Tăng ra vượt xe công. Tham gia vừa thành công. Ui ui, vô này. Vô này. Ui ui, nó tăng cái đồ hình kia nhở chi rồi. Vô này. Xí mày đây giận chưa. Vô này. Đi đường mà em mình rồi. Gạ đồ sơn. Đúng rồi. Đi đường sơn đi. Đây là ông già có một con bạn gái rồi mà cứ cho bài thôi. Chân ngã nhiều lắm rồi chị ạ. Ông hô em đi em. Ông hô đi. Xe đi, xe đi, xe đi. Đây, đứng nào, 2, 3. Ô này. Ô này. Cái tình kia như vậy. Vượt. Thích chụp được mấy bạn gái rồi. Cháu chụp được mỗi bạn gái thôi không ạ? Bây giờ ở nhà thì nói bố mẹ là con đi làm phải chụp đi đâu. Con chụp đồ bạn phải mua đi đâu. À, con đi đâu, 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 có chết rồi, pin yếu rồi.
nó chạy đi kia nhựa xíu. Có tới tấn nó bắt rồi. Ông như này. À có tiếp theo. Vâng chuẩn luôn. Đi tán gái ông ơi. Đi tán gái. Tới cái này, tới cái này. Ông đẹp trai đúng không ạ? À không được bắt chước. Được rồi. Vâng. Một mình không? Để ông. Với ông già này không bắt chước được. Được. Thôi đi trước đi. Ông đi trước thì cháu đi sau. Thôi. Đi sau ông ấy ăn nước đúng không ạ? Đi chơi với ông, đi tán gái, đi thẳng thế này chơi không? Cháu đi chơi cùng với ông. Hôm nay cháu với ông đi chơi. Ông ơi. Không, ông cứ đi đi. Cháu hôm nay cháu đi chơi với ông. Đấy đấy, bắt lại, bắt lại. Đấy đấy, bắt lại ông ạ. Bắt lại. Hết tí nữa bạn ơi.